Năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh thụ lý trên 6.700 vụ việc các loại, số việc thụ lý mới trên 6.300 việc, đã giải quyết 6.353 vụ việc, đạt tỷ lệ 93%. Các vụ việc còn lại hầu hết mới thụ lý, trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. So với cùng kỳ 2022, thụ lý mới tăng gần 1.100 vụ việc, số giải quyết tăng 1.090 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng. Các tòa án trong tỉnh đã tổ chức xét xử lưu động 101 vụ án hình sự, 83 vụ án điểm, 216 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử phiên tòa số hóa 126 vụ, xét xử trực tuyến 67 vụ án, thực hiện đăng tải công bố tổng số 4.700 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật lên trang thông tin điện tử của tòa án. Nhìn chung, công tác Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục được đảm bảo. Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao trong hệ thống Tòa án Nhân dân toàn quốc.